Radio for Dental là nơi cung cấp những thông tin hữu ích về kiến thức nha khoa cho tất cả các nha sĩ tại Việt Nam. Viêm tủy không có khả năng hồi phục. Chẩn đoán viêm tủy không có khả năng hồi phục có thể được phân làm hai loại, có triệu chứng và không có triệu chứng. Viêm tủy không có khả năng hồi phục không triệu chứng thì răng không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng răng sâu lớn hoặc mất cấu trúc, nếu như không điều trị gì, sẽ tiến triển thành viêm tủy không có khả năng hồi phục có triệu chứng hoặc tủy hoại tử. Mặt khác, đau trong viêm tủy không có khả năng hồi phục có triệu chứng thường là một tình trạng cấp cứu, cần điều trị ngay lập tức. Những răng biểu hiện đau từng cơn hoặc đau tự phát khi tiếp xúc với nhiệt độ, đặc biệt là lạnh, sẽ đau dữ dội và kéo dài, thậm chí ngay cả khi loại bỏ kích thích. Vào năm 1977, 187 chuyên gia nội nha thực hiện một cuộc khảo sát nhằm quyết định cách xử trí những trường hợp khẩn cấp nội nha khác nhau. 10 năm sau đó, 314 chuyên gia nội nha cũng trả lời cùng bảng câu hỏi đó nhằm xác định xem liệu họ có thay đổi gì về cách xử trí những trường hợp khẩn cấp này không. Điều trị cấp cứu một răng bị viêm tủy không có khả năng hồi phục mà không có tổn thương vùng chóp khá tương tự nhau. Trong cùng cuộc khảo sát như vậy nhưng thực hiện vào năm 2009, 43 người trả lời rằng họ đã làm sạch ống tủy tới vùng chóp, được xác định bằng máy định vị lỗ chóp ống tủy. Điều này cho thấy có một sự thay đổi trong hướng xử trí các trường hợp nội nha dựa vào các thiết bị hiện đại hơn. Nhìn chung, hầu hết những cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng khuynh hướng làm sạch và tạo hình ống tủy khi răng bị viêm tủy không có khả năng hồi phục mà vùng chóp bình thường ngày càng tăng so với phương pháp lấy tủy được mô tả ở cuộc khảo sát năm 1977 thì ngày càng ít hơn. Không ai trong số những người được khảo sát vào năm 1990 hoặc 2009 bảo rằng sẽ xử trí tình huống khẩn cấp này bằng cách dẫn lưu tại vùng chóp, sạch dẫn lưu hoặc mở để chống răng trong một khoảng thời gian dài. Thêm vào đó, đối với răng tủy sống, khảo sát năm 1997 cũng không nói gì về việc hoàn thành điều trị nội nha trong một lần hẹn. Trong khi nghiên cứu vào năm 1988 thì khoảng 1/3 người trả lời rằng chỉ định hoàn thành điều trị nội nha những ca tủy sống trong một lần hẹn. Từ đầu những năm 1980, dường như số lượng chuyên gia nội nha chấp nhận việc điều trị răng trong một lần hẹn tăng lên, đặc biệt là những ca tủy sống. Hầu hết các nghiên cứu cho thấy số lượng đau do điều trị nội nha một lần hẹn ít hơn hoặc bằng so với điều trị nhiều lần hẹn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số nghiên cứu khác lại cho thấy đau sau điều trị một lần hẹn nhiều hơn và có thể là tỷ lệ thành công lâu dài thấp hơn. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian đối với những trường hợp nội nha khẩn cấp nên việc lựa chọn điều trị một lần hẹn cũng khó khăn. Nếu việc điều trị nội nha hoàn tất một ngày sau đó, thì việc băng thuốc ống tủy bằng canxi hydroxit có thể được chỉ định nhằm giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn trong ống tủy giữa các lần hẹn. Tuy nhiên, những nghiên cứu có kiểm chứng không chứng minh cho quan niệm trên. Một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy rằng một viên bông khô đã có hiệu quả giảm đau khi viên bông được tẩm camphorate monoclophenol, metagrecin acetate, eosinol hoặc saline. Nguồn gốc của nhiễm trùng, chẳng hạn như sâu răng và miếng chám sai, cần được loại bỏ nhằm tránh nhiễm trùng tái phát vào hệ thống ống tủy giữa các lần hẹn. Khái niệm về điều trị nội nha nhiều lần hẹn sẽ được mô tả nhiều hơn trong chương 4. Đối với trường hợp điều trị nội nha khẩn cấp cho răng sống mà không nhạy cảm khi gõ, việc hạ thấp mặt nhai là không cần thiết. Tuy nhiên, bác sĩ lâm sàng nên lường trước khả năng vướng cộm và chạm sớm mặt nhai có thể làm nứt răng dưới lực cắn mạnh. Ở răng sống với quá trình viêm lan rộng về phía chóp, tức răng có biểu hiện đau trước điều trị khi gõ, các báo cáo cho thấy rằng việc hạ mặt nhai giúp giảm đau sau điều trị. Kháng sinh không được kiến nghị dùng khi xử trí những trường hợp xử lý khẩn cấp răng bị viêm tủy không có khả năng hồi phục. Tuy nhiên, các thử nghiệm giả có kiểm soát trên lâm sàng chứng minh rằng kháng sinh không có hiệu quả giảm đau ở bệnh nhân bị viêm tủy không có khả năng hồi phục. Trên cơ sở một số điều tra của các chuyên gia nội nha cũng như những khuyến nghị được ghi chép trong y văn, việc xử trí khẩn cấp viêm tủy không có khả năng hồi phục có triệu chứng liên quan đến điều trị nội nha ban đầu cho răng, trong đó lấy hoàn toàn tủy răng và làm sạch toàn bộ hệ thống ống tủy. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, việc phân bố thời gian để thực hiện điều này là một vấn đề khó. Với thời gian hạn chế và sự khác nhau về kỹ năng giữa các nha sĩ,
Đôi khi, việc hoàn tất làm sạch ống tủy ở lần hẹn đầu tiên là không khả thi. Do đó, đặc biệt với răng nhiều chân, lấy tủy bán phần, cắt bỏ một phần tủy buồng hoặc lấy tủy ở những ống tủy rộng được chỉ định trong điều trị khẩn cấp viêm tủy không có khả năng hồi phục. Nội nha tích hợp Morita. Theo báo cáo review, máy định vị chóp điện tử của MPG Golden và MP Chanter thuộc Đại học Răng Hàm Mặt thuộc Đại học Otago, Dunedin, New Zealand. Định vị chóp Morita được kiểm chứng là thiết bị chính xác lên đến 97,5% khi cách chóp 0,5mm và 100% khi cách chóp 1mm nếu coi là đạt chuẩn. Định vị chóp kết hợp nội nha là một trong những bước tiến mới của cuộc cách mạng điều trị nội nha. Morita sở hữu chức năng OTR thông minh trong việc sửa soạn ống tủy tích hợp đo chiều dài, đo tự động chính xác cả trong ống tủy ướt và khô, tự quay lại 90 độ khi gặp lực cản vượt qua giá trị đặt trước, quay 360 độ khi gặp lực cản thấp, file không đi quá chế độ làm việc đặt trước, giảm gãy file đến 60%. Để nghe lại các số radio, hãy truy cập fanpage Radio for Dental. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em.